Chào thầy và các bạn, em là Hứa Thị Thảo My đến từ lớp y học dự phòng 45. Hôm nay nhóm em xin báo cáo về chuyên đề thực phẩm có thật sự giúp tăng cường trí nhớ cho trẻ. Theo sự phát triển của xã hội ngày nay thì các bậc phụ huynh rất là quan tâm đến sự thông minh của trẻ. Họ đầu tư cho con mình những thứ tốt nhất, nào là học thêm sáng chiều tối, uống sữa phát triển trí não, và họ cũng chú ý hơn đến thực phẩm, dinh dưỡng hàng ngày cho con mình là nhằm mục đích để mong muốn con mình có thể là thông minh hơn. Thì theo một thống kê của Ban chỉ đạo chuỗi chương trình phát triển trẻ thơ Lancet ngày 7 tháng 1 năm 2017, thì có 250 triệu trẻ em không đạt được tiềm năng phát triển đầy đủ của mình. 10 đến 20% trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới có sức khỏe tâm thần kém. Thì nắm bắt được nhu cầu đó, nhóm em đã thực hiện chuyên đề để tìm hiểu xem thực phẩm có thật sự giúp tăng cường trí nhớ hay trí não cho trẻ hay không. Thì chuyên đề của chúng em bao gồm các nội dung như sau. Thứ nhất là thực phẩm nào tốt cho trẻ. Thứ hai, thực phẩm nào không tốt cho trẻ. Thứ ba, xây dựng chế độ ăn uống của các thực phẩm như thế nào để đạt hiệu quả. Và cuối cùng, độ tuổi nào thích hợp nhất để phụ huynh bổ sung các loại thực phẩm đạt hiệu quả nhất. Thì trong đó nhóm em tập trung nhất vào việc là tìm hiểu các loại thực phẩm tốt cho trí não. Thì thông qua các nguồn tài liệu PubMed, Google Scholar, Wikimedia, vân vân, nhóm em đã trình bày các loại thực phẩm như sau, gồm trứng, cá hồi, sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, các loại đậu hạt, bí đỏ, hoa quả mọng, các loại rau có màu xanh. Thì để đi rõ hơn về các loại thực phẩm này thì sau đây em xin mời bạn Nhi lên trình bày tiếp ạ. Xin chào thầy và các bạn. Đại diện nhóm thì em xin trình bày cụ thể từng loại thực phẩm mà nhóm đã đi tìm hiểu. Đối với mỗi loại thực phẩm thì chúng em sẽ ưu tiên nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của các loại thực phẩm đó, thành phần nào có ảnh hưởng đến trí não của trẻ, ảnh hưởng như thế nào và đã có công trình nghiên cứu thực nghiệm trên động vật để chứng minh cho điều đấy hay chưa. Thì đầu tiên tụi em đi tìm hiểu cái thực phẩm rất là gần gũi với chúng ta, đó chính là trứng. Trứng là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào với 9 loại amino acid cần thiết cho cơ thể. Thành phần chủ yếu của nó là hàm lượng protein, kèm theo là lipid và cholesterol. Cholesterol có lợi cho sức khỏe, đặc biệt có chứa hàm lượng chất là choline và carotenoid loại sanctistophin, có ảnh hưởng đến nhận thức, tăng cường suy giảm trí nhớ ở các thời điểm khác nhau của trẻ với sự phát triển của não bộ và thần kinh. Choline là một tiền chất của phospholipid màng, chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine, có vai trò rất là quan trọng trong việc hình thành cấu trúc và dẫn truyền tín hiệu của tế bào thần kinh và sự chuyển hóa của lipid. Một nghiên cứu mà tụi em tìm hiểu được thì nó cho thấy được rằng là lượng choline cao trong thời kỳ mang thai và phát triển sớm sau khi sinh ở mô hình chuột sẽ giúp chúng ta cải thiện được chức năng nhận thức ở tuổi trưởng thành, ngăn ngừa được khả năng bị suy giảm trí nhớ do tuổi tác và bảo vệ não khỏi những thay đổi bệnh lý về thần kinh liên quan, ví dụ như là bệnh Alzheimer và tổn thương tế bào thần kinh liên quan đến hội chứng động kinh, hội chứng nghiện rượu ở thai nhi và các tình trạng di truyền như hội chứng đau và hội chứng Rett. Thực phẩm tiếp theo tụi em tìm hiểu đó chính là cá hồi. Nhắc đến cá hồi là mọi người sẽ nghĩ ngay đó là hàm lượng omega 3. Thật sự thì cá hồi sẽ cung cấp cho chúng ta một lượng rất lớn omega 3 là DHA. DHA là một chất dinh dưỡng rất là cần thiết với chế độ ăn uống và có vai trò quan trọng trong việc cung cấp axit béo ảnh hưởng đến sự hình thành của tế bào thần kinh, chuyển hóa các chất dẫn truyền thần kinh và là một hợp chất dinh dưỡng hoàn toàn cần thiết cho sự phát triển của hệ thống thần kinh, cảm giác, tri giác, nhận thức và vận động trong quá trình phát triển của não bộ. Bên cạnh đó, cá hồi còn cung cấp một lượng EPA rất dồi dào. Hợp chất là DHA và EPA là những chất rất cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của não bộ. Cá hồi còn cung cấp thêm một lượng axit béo không bảo hòa đa là POSA, là thành phần cấu trúc thiết yếu của hệ thần kinh trung ương. Ngoài ra, cá hồi còn cung cấp một hợp chất mà tụi em muốn đề cập tới ở đây là hợp chất astaxanthin. Astaxanthin là một hợp chất có tạo là carotenoid, có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm rất mạnh mẽ, là một trong những chất oxy hóa mạnh nhất trong tự nhiên. Do có khả năng loại bỏ được các gốc tự do trong cơ thể con người rất cao nên astaxanthin cũng đang được mọi người chú ý nghiên cứu nhờ tác dụng phòng ngừa và đồng điều trị với các bệnh lý về thần kinh bao gồm là Alzheimer, Parkinson, nhờ vào khả năng bảo vệ tế bào thần kinh cao của astaxanthin. Thực phẩm tiếp theo tụi em muốn mọi người tìm hiểu cùng là ở đây là sữa và các sản phẩm chế biến được từ sữa. Như mọi người cũng biết là sữa là một thực phẩm rất là gần gũi với chúng ta và nó cung cấp các chất dinh dưỡng tối ưu cho con người do có nhiều thành phần như là protein, carbohydrate và lipid. Nó góp phần quan trọng trong quá trình hình thành não bộ của thai nhi.
Đặc biệt trong sữa thì em muốn đề cập đến ở đây là hợp chất MFGM, Mucus Rumen Membrane, và hợp chất MES là Mucosamsin. Trong đó MGFM ảnh hưởng đến sự phát triển của não, thu hẹp khoảng cách trong chức năng của tế bào thần kinh như hoạt động nhận thức và phát triển hành vi, cũng như là các dấu hiệu thúc đẩy quá trình tạo bao myelin của tế bào thần kinh. Tiếp theo là các loại đậu hạt. Các loại đậu hạt thì nó được cấu tạo chủ yếu, thành phần chính của nó là hàm lượng carbon hydrate rất cao. Bên cạnh đó thì nó có chứa một số nguồn nitơ và protein tốt, và nó cũng chứa thêm luôn các vi chất rất là quan trọng trong cơ thể mình, ví dụ như là canxi, magie, kali, phốt pho, đồng, sắt, kẽm, mangan và lưu. Họ đậu rất giàu các thành phần hoạt tính sinh học như là các chất ức chế, enzyme, lectin, pitat, oligosaccharides và benoin. Ở đây chúng em sẽ nghiên cứu hai loại đậu điển hình, đó là đậu phộng hay còn gọi là lạc và đậu tương. Đối với đậu phộng chứa hàm lượng axit linoleic, axit oleic, cũng là một nguồn cung cấp axit béo omega 3 và omega 6 dồi dào. Bên cạnh đó thì đậu phộng còn chứa thêm luôn cả một lượng vitamin E, là một hợp chất chống oxy hóa rất là cao. Lại còn chứa thêm luôn là acetylcysteine và phospholipid, còn có công dụng là kéo dài tuổi thọ của các tế bào thần kinh. Ở đậu tương thì tụi em tìm hiểu thì nó cũng cung cấp một lượng omega 3 và omega 6 tương tự với đậu phộng. Tiếp theo thực phẩm mà gọi là mọi người thấy là mấy đứa nhỏ thường hay ăn rất là nhiều, đó là bí đỏ. Về tụi em tìm hiểu được là nghiên cứu về thành phần của một hạt bí đỏ thì cho thấy là tỷ lệ dầu của nó khá là cao, từ khoảng 30-40%. Trong hơn đó là 70% là các axit béo không no, chủ yếu là axit linoleic chiếm khoảng 50%. Có tác dụng giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Ngoài ra hạt bí đỏ còn chứa một hoạt chất sinh học đó là delta-7 pinton steroid, có tác dụng là ngăn ngừa sự phát triển của tuyến tiền liệt ở người cao tuổi, và chất chống oxy hóa như là vitamin E và carotenoid có vai trò là duy trì và cải thiện sức khỏe. Ở trong bí đỏ còn chứa một lượng chất rất cần thiết cho sự phát triển của não bộ mà tụi em muốn mọi người nhớ tới, đó là axit glutamic. Axit glutamic là một hợp chất đóng vai trò rất quan trọng trong bồi dưỡng của tế bào thần kinh và tăng cường các phản ứng chuyển hóa trong tế bào thần kinh và não. Vì vậy mà bí đỏ được ví như là thức ăn bổ não, trị suy nhược thần kinh và là thức ăn cho trẻ chậm phát triển về trí óc. Tiếp theo tụi em sẽ tìm hiểu về các loại hoa quả mọng. Hoa quả mọng thì tụi em tìm hiểu về ba loại quả điển hình là bơ, việt quất và quả nho. Đối với quả bơ là một nguồn trái cây có lượng dầu khá là nhiều, là axit béo với hàm lượng là beta complex bảo vệ tế bào thần kinh rất cao, và cũng đã có một nghiên cứu đánh giá về sự phát triển phản xạ của sự hình thành tế bào stroma, cấu hình axit béo trong não và trí nhớ trong các giai đoạn khác nhau của con chuột được bổ sung dầu và cùi bơ trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Một nghiên cứu này đã khẳng định được rằng là việc bổ sung dầu và cùi bơ cho bà mẹ sẽ giúp cho chúng ta dự đoán được sự trưởng thành, phản xạ và phát triển của tế bào thần kinh sau sinh, cũng như là cải thiện trí nhớ trong giai đoạn thanh thiếu niên và trưởng thành. Tiếp theo là quả việt quất. Quả việt quất với khoảng hơn 50mg polyphenol bao gồm là anthocyanin và các acid chlorhydric. Hợp chất mà tụi em muốn mọi người nhớ đây là WBE111. Khả năng ghi nhớ theo từng giai đoạn được cải thiện, và hợp chất này là có một nghiên cứu trên 3 tháng trên não của chuột là nó có khả năng giúp cho chúng ta ghi nhớ theo từng giai đoạn. Quả cuối cùng mà tụi em tìm hiểu đó là quả nho. Quả nho được ví là một nguồn dopamin tự nhiên cho trí tuệ. Nó tham gia vào tăng cường hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Các vitamin thuộc nhóm B, thiamin và niacin có trong trái nho tươi còn có tác dụng là cải thiện khả năng trí tuệ, học tập và tập trung được tâm trí. Cuối cùng là tụi em nghiên cứu về một số các loại rau quả có màu xanh. Ở đây thì tụi em nghiên cứu hai loại rau điển hình, đó là rau chân vịt và súp lơ. Đối với súp lơ thì nó có chứa hàm lượng glucosinoleic và hàm lượng vitamin C, những chất đã được chứng minh là có tác dụng chống lại sự mất cân bằng oxy hóa. Sự mất cân bằng oxy hóa thì được xem là có liên quan đến nguyên nhân của các bệnh lý của người, trong đó có các bệnh lý về thần kinh trung ương, thần kinh vận động, Parkinson. Ở hoa súp lơ còn có một thành phần là sulforaphane, giúp chống ung thư, giúp cải thiện được cái hệ miễn dịch của người già và làm chậm quá trình lão hóa. Tiếp theo là ở rau chân vịt. Rau chân vịt có hàm lượng rất là cao là caroten, và là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C,
cho bữa ăn của trẻ nhỏ. Bên cạnh đó thì có cung cấp luôn cả canxi và sắt, trong loại rau này cũng rất là phong phú. Trong đó sắt thì được gọi là yếu tố vi lượng giúp cho tinh thần tỉnh táo, dễ tập trung, dễ ghi nhớ ở trẻ sơ sinh và trẻ em. Và trẻ sơ sinh và trẻ em phải nhận được khoảng từ 30% lượng sắt hàng ngày từ chế độ ăn để có thể cung cấp được lượng sắt cần thiết cho các tế bào cơ, hồng cầu mới. Hàm lượng magie trong nước ép của rau cải bó xoay cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng cường các chức năng của hệ thần kinh và cơ bắp. Còn nội dung tiếp theo của nhóm em thì em xin mời bạn Phan Tốn Hoàng Thơ lên trình bày nội dung còn lại đã tìm hiểu của nhóm. Em tên là Hơ, hôm nay em sẽ tiếp tục bài báo cáo về đến mọi người là những thực phẩm không tốt cho trí não của trẻ. Thì bên cạnh những thực phẩm có lợi cho quá trình hình thành và phát triển trí não của trẻ thì cũng có những thực phẩm có hại đến sự hình thành trí não của trẻ. Trong đó thì tụi em ví dụ về khoảng 3 thực phẩm sau. Nhất là đường tinh chế, là đường có trong bánh kẹo. Những chất tẩy rửa như là những chất làm trắng, những chất tạo màu cho bánh kẹo có thể gây những bệnh về tăng huyết áp, béo phì và các vấn đề về động mạch. Chất béo chuyển hóa thì thường được gọi là dầu hero hóa. Những chất béo này thì không có giá trị dinh dưỡng nhưng lại làm tăng đáng kể lượng cholesterol LDL, một chất béo là có hại cho cơ thể, sẽ gây lên những bệnh về tim mạch, ung thư ruột và có thể dẫn đến tử vong. Có trong những đồ chiên ở nhiệt độ cao lớn hơn 200 độ C qua nhiều lần. Thì nhóm chúng em cũng có tìm hiểu về chế độ ăn tại Diet Let's Split Việt Nam và xây dựng khẩu phần ăn hàng ngày cho mẹ và bé. Thì trẻ em 6 tháng tuổi thì nhận nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ đã là đủ. Trẻ em 7 tháng tuổi trở lên thì bắt đầu ăn dặm, và trẻ em 2 tuổi thì ở ngưỡng này não bộ của trẻ đã hoàn thiện tương đối. Thì nhóm chúng em cũng có thông tin thêm với mọi người về chế độ xây dựng khẩu phần thực đơn từng ngày cho mẹ và bé trong chuyên đề em có để đề cập tới. Thì tóm lại, qua quá trình tìm hiểu về ảnh hưởng của thực phẩm đến trí nhớ của trẻ, có thể nhận thấy rằng thực phẩm thật sự có thể giúp tăng cường cho quá trình hình thành và phát triển trí não của trẻ. Tuy nhiên thì vẫn có những thực phẩm có hại cho trí não của trẻ. Vì vậy thì bà mẹ nên khéo léo lựa chọn những thực phẩm thích hợp và cách chế biến sao cho hợp lý để phát huy tối đa những tác dụng có lợi của thực phẩm. Bên cạnh đó thì cũng cần lưu ý đến những chế độ ăn uống của mẹ bầu, các giai đoạn ăn dặm của trẻ, góp phần giúp cho trẻ hấp thụ được toàn bộ những chất dinh dưỡng trong thức ăn. Tăng cường trí nhớ sẽ giúp cho não bộ của trẻ hình thành tốt, tạo nền tảng thuận lợi cho quá trình nhận thức của trẻ. Các bậc phụ huynh thì nên tìm hiểu và cung cấp đa dạng những loại thực phẩm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Không nên chỉ quan tâm đến một loại thực phẩm nhất định mà hãy thay đổi thường xuyên để trẻ có thể hứng thú và giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Bài báo cáo của chúng em đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.